I'm back. Bởi vì lâu lâu mới lại Insta một lần, cho nên có những chục chạc nhớ nhỏ. Hy vọng là mọi người... Mời đại chúc nghe. Để mình kiếm cái bạn. Cái bạn ở đó. Ở đâu ta? Chưa thấy mọi người ơi. Ok, mình nói chuyện trước với nhau một tí nhé. Thấy mọi người ngồi, nghe mọi người rồi. Chào mọi người. MV dễ thương lắm, Ngưu cảm ơn. À, thấy rồi, để chút nha. Bắt cóc bạn này vào đây cái đã. Đây rồi. Đây rồi, đây còn thêm một người nữa. Cả đông vui phết nhỉ. Đông vui phết. Chào nào. Mọi người. Ở đây, nào, ba bạn một lời nói chuyện nào. Ba bạn một lời nói chuyện nào. Em không có kịch tiền có ai hết. Em chỉ gì bà giải thích nghe vào chuyện đấy luôn hả là? Cái gì thì mọi người cứ bảo em kịch tiền. Chúng ta phải cảm ơn mọi người trước. Cảm ơn mọi người. Bởi vì theo như Gil được biết thì bây giờ đã là top 4 rồi á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ cho MV Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Và sau 48 tiếng thì đã hình như là sắp xỉ 3 triệu views với lại đứng top 4. Không sao Mita. Và xin được giới thiệu với mọi người, đây là bé Lan. Chủ hôm tay. Cái Lan cũng được chủ hôm tay. Alo. Chủ hôm tay mà. Là chủ homestay, giả làm khách, nhưng mà vì nhân viên mời đến không nhận ra, cứ nghĩ là khách thật, nhưng mà thực ra là chủ homestay đấy. Một cái twist quá là gắt luôn. Đúng rồi, nó gắt vậy đó. Người thuê nhà chưa chắc đã trả tiền kìa, đó. Ôi, nhưng mà comment lướt nhanh quá, không có đọc được. Đâu rồi ta? Thấy mọi người yêu thích MV Gil và mọi người trong ekip rất là vui. Vui thế này thì phải làm phần 2 nữa thôi nhở. Vui thế này thì phải làm phần 2 thôi. Trả tiền đi chị Lan kìa. Lan có người kêu rồi mà vẫn đã thính anh chủ kìa. Đâu có đâu. Mình chỉ... kịch bản nó thế thì mình làm thế đâu, mình biết được. Ai là người thích kịch bản vậy? MV được quay ở đâu? MV được quay tại đảo Jeju của bên Hàn Quốc. Và ngay mùa hoa cải và hoa đào rất là xinh, cho nên các bạn mới thấy được cả một cái đường hoa xinh dã man. Trời ơi, con mình rất nhanh, có không kịp đọc nữa. Mọi người hỏi có làm phần 2 không kìa Lan? Yêu có làm không? Em có trả tiền phải... không? Thì phải làm phần 2 mà có cớ trả tiền chứ, đúng không? Ok, rồi sẽ trả, nhưng mà có phần 2 đi đã rồi trả nha. Ok, ngày hôm nay ở đây
là có cả Gil và Velan trong MV, thì mọi người có thể soi được gì trong MV rồi, hoặc là có cái gì muốn hỏi ngoài cái vụ tiền bạc đó ra thì mọi người cứ comment nhé. Thật ra mọi người ạ, plot twist là mình là chủ homestay. Mọi người có thể Mình mới hỏi là cái chủ đó kìa. homestay. Nó đây. Đây, Đông Vui không? Mày Đông Vui có này. Mọi người có thấy đúng là nó mới là nhân vật chính không? Nó đóng vai hành động quá trời luôn. Vai hơi bị quan trọng nhá, mà sau là kiểu hành động đấm đá các thứ. May May béo không chung. Mọi người hỏi bà sao sao lời bà hát hay quá vậy, thì cái này phải nói là rất là cảm ơn anh nhạc sĩ Vương Anh Tú. Gil và anh Tú cũng đã thân với nhau rất là lâu rồi, biết nhau rất là lâu rồi, lúc đó Gil mới 18 tuổi là Gil đã biết anh Tú rồi. Rất là có duyên. Và lúc đó Tú Là đã 10 cũng năm cũng à? Là 10 năm rồi. Em nói vậy người ta tính ra được tuổi Gil bây giờ thì sao? Quên, xin lỗi. Cũng được 7 tháng rồi đấy. Thì lúc đó anh Tú cũng đã bắt đầu viết nhạc và đã viết rất là hay rồi, cho nên khi mà có những cái tâm tư quá nhiều thì Ghi cũng đã hẹn anh Tú ra để ngồi nói chuyện cà phê các thứ, và cũng nói là muốn có một bài hát để nói lên cái nỗi lòng của mình. Thì không ngờ là chỉ sau một buổi nói chuyện đó thôi mà anh Tú lại gửi demo là gần như là 90% bài hát, không cần sửa gì quá nhiều. Và tức đó, và mình thấy được những cái lời của mình đã tâm sự với anh Tú trong cái buổi hôm đó nó thành một câu hát đó, mình cảm thấy rất là kiểu wow. Một bài hát vừa nghe xong đã thấy muốn khóc rồi. Cảm động. Không biết Lan lần đầu tiên nghe bài đó là lúc nào nhỉ? Ủa, áo ghiu, bốc cá. Ủa, sao tự nhiên có áo thôi? Đợi xíu nha, mua cá Mocha bị ngứa răng. Mocha bị ngứa răng. Đi đi cắn áo tôi. Cái gì? Chị Lan ăn hủ tiếu nha, chị Trúc chưa kìa. Ủa chị Trúc, em chưa làm hủ tiếu. Em chưa được ăn hủ tiếu. Chưa ăn một bát hủ tiếu nào trong đời luôn đó. 18 tuổi là thứ ba vẫn chưa được ăn hủ tiếu. 18 tuổi lần thứ ba. 18 tuổi lần thứ ba, forever 18. Ok. Thì khi nào có gì Vừa thì nãy sẽ em hỏi đặt gì nhá? hủ tiếu. Yes. Hỏi là Vừa nãy em em có hỏi gì nhá? chuyện nào, em nghe bài hát này từ lúc nào? Từ trước khi đi quay một tháng. Trước khi đi quay một tháng, vô tình nghe được trên YouTube. Vừa nghe xong thì anh đạo diễn nhắn tin hỏi. Không, tức là không phải ngay ngày hôm đấy, nhưng mà là mấy, tức là nghe xong rồi mấy bữa sau thì tự dưng anh đạo diễn nhắn tin hỏi Lan, con có đi quay MV sau game không? Đi Đi Jeju, đi Đi nghỉ học đi luôn, sao đâu. Vui mà, được đi Jeju. Lúc ấy chỉ nghĩ thế thôi. Xong nghỉ mất 2 ngày chứ. Nhưng mà căn bản là được đi Jeju, không có gì được đi Jeju lại còn được đi đi chơi miễn phí chứ, người ta phải đi chứ. Cô gái diễn viên gì đâu mà lúc đầu đi không có tâm ý gì cho MV hết chị ta. Em toàn thế, ví dụ như em đi quay ở Nhật em chỉ vì tâm lý là được đi chơi Nhật, em đi quay Đài Loan em chỉ vì tâm lý đi chơi Đài Loan đấy, thế thôi. Ok, tâm lý rất là tốt. Thì tâm lý tốt Tâm như lý vậy cho nên thoải là gì, mái mình thì mình phải mới quay quay được đúng không? Tâm lý thoải mái thì mình mới à, quay có được. bạn hỏi một câu rất là xuất sắc mà, bế Lan nặng không bố? Không nặng tí nào. Không hề nặng một tí nào hết. Giờ chúng ta có nên nói sự thật. Có sự thật mà, sự thật là đâu có nặng đâu ta. Sao thế? Sự thật là không nặng mà. Ok đúng. Tại sao lại cắn cái áo? Lan bao nhiêu tuổi á? Lan 18 tuổi lần thứ 3. Ok. Ôi, à. Áo người ta. Tôi đang vui quá cho đấy, làm đi. Ủa, chị Lan bóc phốt, bố ghiêu đi kìa. Có gì đâu Phốt bóc gì ra có cửa ta. Từ từ để nghĩ đã. Phải có phốt để bóc chứ, nhưng mà để em nghĩ đã.
Cứ để nghĩ một phút. Phải có phút gì chứ, chẳng lẽ đi qua mấy ngày không có phút gì. Phút gì ta? Thế nhiều người hỏi có... đấy, năm sinh của Loan hết nhỉ? 18 tuổi là 13 mà. À có một phút. Phút to lắm. Đấy là lúc đó lên thì quạo. Xấu tính kinh khủng khiếp luôn ý. Ôi xấu tính gọi là kinh khủng khiếp. Ai làm gì? Xấu tính kinh khủng khiếp. Ai động mà ai làm kiểu gì cũng kiểu nhăn nhăn nhăn. Nhìn kiểu ông đâm chết bây giờ ấy, lúc nào cũng vậy. Lúc đó nói đó còn ghẹo ấy. Lúc đó ấy xong rồi ngồi ngủ góc như này. Không ai làm gì hết thì cũng ngồi này. Xong mặt kiểu nhìn tất cả người xung quanh. Xong bất cứ ai để mà hỏi sao đấy. Đói thôi. Tụt năng lượng. Ôi xong tất cả mọi người đều sợ hãi và kiểu ừ, thôi thôi đừng hỏi nữa. Đừng hỏi nữa để yên cho Ghi Văn. Kiểu chúng ta phải tiết kiệm năng lượng hết sức. Những cái năng lượng nhỏ nhoi còn lại chúng ta phải tiết kiệm chứ. Sao mọi người cứ muốn hai người bóc phút nhau thế nhở? Sao mọi người không mà hỏi những điều tốt đẹp mà mọi người muốn hai người bóc phút nhau thế? Mọi người hỏi kỷ niệm vui nhất khi đi quay MV rồi. Kỷ niệm vui à? À kỷ niệm vui là Lan bị hù trong đêm xong rồi tay chân sợ quá cứng ngắc đứng lại giữa đường. Không thể di chuyển được nữa. Thôi bóc phút đến đấy thôi. Vừa mà nói có những chuyện chỉ nên đoàn làm phim biết. Chúng ta cũng lên đêm lên nữa. Nhưng mà trước khi mà bị hù á thì lại đi hù người ta cơ. Thôi, dừng hửi lên. Nhà không? Thôi nhà không? Xong đến khi bị hù lại thì đứng dừng hửi lên. Ôi, nặng lá quá, chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ là câu hỏi tiếp theo này. Lan đang ở Hàn ạ. Lan vẫn đang ở Hàn. Lan không được về đi họp báo, buồn lắm. Chờ họp báo không có ai luôn á. Ôi, tội nghiệp quá. Ai bảo cứ quạo người khác. Lúc đó tôi quạo nên là nên là mọi người không ai đi họp báo cả. Lêu lêu. Mọi người hỏi là có clip hậu trường không? Thì thật ra là vì đi quay đi xa cho nên cũng gọi là hạn chế nhân lực. Với lại cái chuyện đi bay đi xa rồi giấy tờ các thứ cũng hạn chế cho nên không có người quay hậu trường cho nên không thể bắt khoảnh khắc xuyên suốt được 3 ngày mà ekip được quay. Nhưng mà Gil cũng tranh thủ quay được một vài những cái moment của ekip cho nên bây giờ tôi cắn gối đủ rồi nha. Người ta đang livestream như Moka nha. Nha. Sao này hư quá vậy? Hả? Ok, dạ con đã xong. Đang nói tới đâu với Lan nhỉ? Em quên rồi. Em phải nghe mà em quên mất rồi, thật sự. Bình tĩnh. À, đến đoạn giấy tờ với người. À, không hạn chế người. Nhưng mà Gil có quay lại một vài khoảnh khắc và cũng có những cái clip khá thú vị của ekip cho nên mình sẽ post show sau cho mọi người có thể thấy được không khí của cuộc quay. Em có clip quay Gil cắt chip chip bằng thìa. Logic ở đâu? cắt chip chip bằng thìa. Nhưng mà cái tay người ta quay khúc trên lấy cái mặt, lấy cái tay thôi. Hãy lúc đó là Gil đang ngồi chơi ta. Nhưng mà không ai đi cắt chip chip bằng thìa hết. Được. Gil cũng có clip quay Lan. Đúng rồi, có bạn nói Trần này bóc phốt Gil bắt diễn viên rửa chén. Trần luôn, mọi người không thể tưởng tượng được cái đàn 9 người ăn bầy. Coi như là trong nhà có bao nhiêu bát đĩa lô bằng sách. Xong rồi mình đã bảo là mọi người uống bia uống nước, mọi người uống trong lon để lát con vứt đi cho nó dễ. Không, mọi người lôi đủ 9 cái cốc, thậm chí có thêm cốc phụ. Không hiểu sao luôn ý. Xong rồi nhập mọi người bầy hết cả ra bàn. Xong đến lúc ăn xong mình ngồi im im mình không nói gì cả. Ờ thế ai bé nhất thì đi rửa bát đi nhở. Mọi người thấy không, mình bị bắt nạt lắm mọi người ạ. Rồi sao nữa ta? Đến đoạn này thì quên mất rồi. Đột nhiên quên mất rồi.
Hay. Đột nhiên con thích mất rồi. Hình như là mình phải rửa bát hết một mình thì phải. Hình như mình phải rửa bát một mình. Thì xong rồi rửa bát xong rồi mình phải đi về nhà đi ngủ hay sao ấy. Hết rồi thì lên đấy thôi. Nhiều người kiểu nhạt nhào quá nên dù có đứng bên cạnh cũng không nhớ được á ha. Ai ta? Đang cố nhớ. Ơi đau đầu quá không nhớ ra được. Chắc là không có ai rồi. Không biết ai tráng nước dùm cho mấy cái ly, mấy cái dĩa đó nữa. Ai ta? Ai tráng ly, tráng cốc ấy nhở? Ủa hình như em tự làm mà ta. Rồi ok, cứ cho là vậy đi ha. Được lắm, hãy đợi clip hậu trường. Ok, có luôn. Đừng. Thôi, để đấy thôi. Rồi các bạn hỏi câu, các bạn hỏi là Gil biết lái xe đạp hả? Biết chứ. Người đó không biết là nhất nữa. Ủa là em không lái. Em, nếu mà cảnh đấy mà để em lái thì cả hai xuống biển. Cái lúc mình đi trên cái đường nó không có cái gì chắn đúng không? Coi như là nếu mà chỉ cần chạch bánh một phát là xuống biển luôn gần gì. Cảnh đấy nếu mà để em lái thì chắc là xuống biển thật, tắm biển thật. May quá. May quá, anh đạo diễn đổi ý kiến. Ừ. Chuyển sang cho Gil lái. Sao thấy đạp không nổi lúc chở Lan? À, tại vì đạp nhanh quá mà anh camera là anh đi bộ. Giờ đạp nhanh quá không có bắt được hình chứ cũng có máy suột là chạy ào ào luôn á. Tại chưa có phải Lan nặng đâu. Lan nhẹ lắm. Lan nhẹ thật mà. Lan nhẹ cực luôn ý. Đây là comment của mọi người. Em cũng đang đọc nhiều quá. Ôi, mọi người bắn tim liên tục thích quá. Welcome to Instagram. Con người không biết dùng Insta. Nãy em phải mở Insta của em lên để em add Gil vào nhưng không thấy Gil đâu mọi người mà. Mọi người bóc phút là trời ơi Gil một công nghệ lắm, chị đi sang bên kia đi. Tại Gil ít like bên Insta thôi chứ chơi Insta suốt mà. Cái gì cũng biết, chứ biết công nghệ. Nhớ là biết cả số điện nữa đừng đùa. Biết cả gì cơ? Số điện. Wow. Gần 1 giờ đêm ở Hàn nữa á. Ừ, đương nhiên rồi. Nhưng mai mình được nghỉ học mọi người ạ. Nên là mình cứ chơi thôi. Thấy sắc mặt đau không Lan? Cuộc đời toàn em đi trước cái té ngửa, em đi nảy té sốc. Thì mà tại vì mới té chuyên nghiệp luôn á, chứ coi đi coi lại thế mới cái cảnh té đó cũng dễ thương mà, trông cũng được. Ừ. Ừ, trông cũng được. Sao mọi người cứ hỏi mình có like không nhỉ? Trong mặt mình có vẻ like không? Người like. Người con like ở đây lại không phải là mình mà là cái người còn lại. Tại sao mọi người cứ hỏi em là có like không? Trong khi rõ ràng mình là thuần Việt 1000%. Ôi, có người bảo là Gil ơi, nếu MV được top 1 thì Gil và chị Lan phải ra phần 2 nha. Giờ thấy sao Lan? Sao ta? Không hứa bừa nha. Sao ta? Mà trước bước hôm qua. Biết thế. Biết thế. Nhưng mà nếu mà được hẳn hạng 1 thì chắc chắn là phải, thì Gil phải có quà cho mọi người chứ đúng không? Đấy, cảm ơn mọi người chứ. Công các bạn, em thấy các bạn nhiệt tình cực kỳ luôn ý. Công các bạn, em up story lúc 6 giờ sáng Hàn Quốc là 4 giờ sáng Việt Nam mà thấy các bạn vẫn trả lời mà chị ơi em vẫn đang cười. Cảm động lắm luôn á. Qua đến giờ cảm động mấy lần người cũng là quá trời rồi. Mình nhìn mặt ta giống nước Hàn mà. Ủa đâu có đâu. Mặt em Việt Nam mà. Lan toàn ăn hiếp Gil quá. Ô ta. Mọi người ơi, mọi người phải biết rằng khi mà mình đi quay
Mình là người nhỏ nhất đoàn và mình toàn bị bắt nạt thôi. Mình là trung tâm của mọi sự bắt nạt đó. Nên bây giờ mình đang đòi lại công bằng cho mình đây. Ủa? Đúng không con? Đúng không? À đây nhỏ nhất đoàn ở đây. Nhưng mà đây nhỏ nhì. Đây là mẹ của đây. Không ai bắt nạt đây nhưng mà toàn bắt nạt chỗ này. Chấp nhận thôi. Mọi các bạn hỏi hay quá kìa. Là lúc chị Lan tế xong, ai là người bôi cát lên mặt chị Lan vậy? Chính là anh Gin đạo diễn cho ai nữa. Đúng rồi. Ba bảo là con ơi, mặt không có cát, con thật ủ phát đúng không? Mặt luôn. Đó là hai đứa là sức luôn. Tập nó có ủ cái mặt, mình nghĩ ô. Thế sao sao đấy, cái cát đấy nó không lau được ấy. Bị dính lên mặt xong về bị ngứa. Xin anh đi lắm luôn. Ok, mẹ phá cắn luôn rồi. Các bạn bảo em là bây giờ muốn trả tiền thì phải đi về rửa chén ở nhà hàng cho anh. Cho Gil. Quán liên húa hả? Có nhận thêm nhân viên không vậy? Để em về em rửa cho. Em hứa sẽ rửa đến khi nào mà đủ hết tiền thì thôi. Xong rồi em té. Và chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong phần 2 nữa. Rửa hơi lâu rồi nha. Mạng dư yếu hả? Hơi giật lắm. Hơi bị giật hả? Ừ. Thế thật. Mọi người con mình nhanh quá. Được chưa nhỉ? Nó hết giật rồi. Đỡ giật rồi đúng không? Ừ. Mọi người bảo là ghiêu hotline đi kìa. Hát đi. Để tí để dành để kết thúc sau hết. À ok. Khi nào mà kết thúc livestream thì sẽ hát tặng mọi người. Ừ. Đúng không? Hợp lý. Ê như cái đổi mạng số đơ luôn á. Mọi người ơi, kêu còn bị đơ không? Không. Hiện tại đang xem rất là rõ luôn. Có một bạn là nếu mà có cúp nghệ sĩ dành cho những cái gì diễn viên à nếu có cúp nghệ sĩ bé chuyên nghiệp thì cúp sẽ thuộc về Lan. Cũng có nên vui không? Cái câu này khen mà như kiểu không khen nhỉ. Mọi người bảo phần 2 là em tán nghiêng nha. Trong cái chú ấy lộ một vòng. Anh nhiều khi mà lần đầu gặp lại kìa. Cái gì ạ? Hả? Yêu cứ nói trước đi. Ấn tượng lần đầu kêu gặp lại á. Ừ. Có bạn hỏi là ấn tượng lần đầu gặp Lan như nào Yêu ơi? Xinh này, ngoan này, lễ phép này, hiền lành, khó mình, dễ thương. Dễ thương. Alo. Alo. Thật mà. Xin đỡ ta. Năng động, vui vẻ, hòa đồng, chan hòa, nhiệt tình. Đúng rồi, những tính từ đấy sinh ra để dành cho Lan rồi. Cái tính ra lần đầu gặp Lan hả? Thì mình thấy cô bé này nhiều năng lượng rồi. Kiểu như là lâu lắm rồi em mới có người Việt Nam qua thăm em đúng không? Em vừa gặp ba Gin của em á, là anh đạo diễn á, là em kiểu như một con chích chè vậy. Em ríu đến nói suốt về chặng đường từ chỗ vậy. Từ khách sạn ra quán ăn là em cứ nói liên tục. Nhưng mà đúng, tại vì lâu lắm rồi em kiểu em ở bên này do em bị ngộ độc tiếng Hàn rồi, tự dưng gặp ba Gin thế là vui quá. Xong rồi
cảm giác là khá tự nhiên, trong khi ngay lần đầu mới gặp Kiều đang định mua một cái nón thì cản Kiều không cho Kiều mua cái nón nữa. Thế bây giờ Kiều vẫn nhớ cái nón đấy. Bây giờ vẫn có người đòi đi dây du chỉ để mua cái nón. Mà mới gặp luôn, chưa nói chuyện được nhiều lắm, vài câu. Xong mình cảm thấy lắm nên mình đang xăm soi, lúc đó chưa quay, mọi người đang đi kiểu coi đồ ấy. Xong bạn này đi hết từ người này tới người khác, từ qua chị make up, chị định mua này à, thôi đừng mua ở đây, ở Honda rẻ hơn nhiều. Đừng có bóc phốt em được không? Ngay cứ như kiểu là em chích trời các bạn ơi. Thì em vui quá còn gì, em như là gặp. Nhưng mà em chỉ đang thân thiện với tất cả mọi người thôi mà. Em chỉ đang thân thiện với tất cả mọi người thôi mà. Bóc phốt, kê thật luôn, trời đất ơi. Đó là ấn tượng đầu tiên. I don't know your language, but I'm only watching for you. Thank you. Thank you a lot. Thanks a lot. Trời ơi, con mình đi nhanh nhở? Yêu cũng đang tìm những câu hỏi. Nãy giờ không thấy Lan hiền gì hết á. Ủa, hiền mà ta. Nãy giờ toàn Lan bị bóc phốt mà. Cái ấn tượng khi Lan gặp Kiều đi ạ kìa. Coi ta, ấn tượng lần đầu gặp, mình đi vào mình chào tất cả mọi người, đương nhiên là mình có chào cả Kiều nữa, nhưng mà Kiều không chào mình. Không hề. Gật ngái không quay đi, mình lại ô chết rồi, mình có làm gì sai không ta? Lúc đó là có thấy đâu, thì cảm giác như em rất vui khi gặp lại ba Gin của em ấy, thì em chào hết tất cả mọi người, mình cũng kiểu xong rồi gần cái xong quay đi như thể là không phải là người trong đoàn vậy. Thật là một ánh nhìn rất đáng sợ. Thế xong rồi mọi người đi ăn gà với nhau, rõ là ngồi đối diện kiểu chéo chéo thế này, nhìn tất cả người trừ mình. Mình kiểu chết rồi, mình làm gì sai không ta? Chết rồi, sao chưa gì? Rõ ràng là kiểu mình không làm gì hết mà sao đã bị ghét rồi. Nhìn tất cả mọi người trừ mình, nói chuyện tất cả mọi người trừ mình. Sao vậy ta? Alo cái gì? Sao đối xử như thế với anh? Ôi, khoan. Mọi người cái gì không ghẹo ghiêu chứ, mọi người ghi là tấp 2. Hả? Thật không? Gần đúng một tối. Không đùa ghiêu nhá. Nào, em đi tôi đâu? Nhanh nào, khóng quá. Bên này YouTube Hàn Quốc không xem được cái đấy. Bằng tấp 4 mà mọi người ơi, mọi người sao vậy? Mọi người sao lại như thế? Trời ơi, làm con tin của chúng tôi đâu? Ok. Sao rất là nhiều người nói là tấp 2 rồi kìa? Mọi người cập nhật đi nào. Ở bên YouTube Hàn Quốc không có xem được cái đấy. Anyway, đó là do... Sao mọi người cứ bảo là top 2 rồi mà? Có rất nhiều người bảo như thế luôn ý. Hả? Chưa đâu thấy đâu ta. Chưa còn thấy là top 4 mà. Thôi rồi, có thể là nó lát. Nếu mà top 2 thật thì... Đây này, mọi người bảo là top 2 rồi mà. Lần đầu ngồi em không nhìn Lan nói chuyện là do ngại chưa quen. Thế có phải là em bắt chuyện rồi không? Đâu, kia là người hỏi em đâu câu đầu tiên. Hỏi em uống cái gì? Có luôn à? Có à? Có phải là em mới hỏi Kiều không, Kiều ăn cái gì không? Có đúng không? Không. Thấy không? Kẻ 9 người 10 nhá, giống nhau nhá. Kiều bảo quen
Mọi người lừa bố rồi. Nhưng mà 3 triệu view rồi. 3 triệu nữa? Ừ. Mọi người chắc vất vả lắm đó nhờ. Nhưng mà hình như cái kiểu cái mà cách để có thể share và cày view các thứ nó hơi kiểu phức tạp á, nó phải làm đúng mới tính được ấy. Tức là mỗi một lần xem xong rồi đều phải reload tải lại cái trang đấy thì mới tính, còn nếu mà chỉ replay lại video thì sẽ không được tính view. Đúng không ta? Mọi người đang phân bua cho Gil là Gil bị rụt rè, bị nhát, gặp người lạ không nói. Nhưng mọi người ạ, không nói thì thôi, còn có cái ánh nhìn kiểu khó tả lắm. Gì nữa? Kiểu ví dụ như người ta ngại nhìn người ta phải kiểu như thế này ấy. Nhưng mà nhìn kiểu nhìn này, yêu ăn gì ạ? Ừ, yêu ăn gì cũng được, không quay đi. Chả sợ gì gì. Ôi trời ơi, sao đến ngày thứ hai vẫn không biết là nên nói chuyện gì. Em nhát thôi chứ Gil. Em nhát, vừa mới nói xong là em thích thầy ở khắp mọi nơi. Em thân thiện vừa nói xong mà, nhát ở đâu vậy? Em thích kèo với tất cả mọi người trừ yêu. Em không hề. Mà cũng hơi đúng ta. Nghĩa là ai bảo cái cuộc nói chuyện này nên là em không dám nói gì hết. Đương nhiên rồi, ai dám nói gì linh tinh, nếu bị ghét thì sao? À, đúng là top 2 thật, nhưng mà top 2 bên Jin. Jin Trạc. Yeah. Cũng là một cái đáng mừng. Yes. Gil ơi, chia sẻ về cảnh Gil thay đồ bị Lan thấy đi ạ. Thực ra Lan chẳng thấy cái gì hết. Ừ, cả nó... cảnh này quay giả thôi mà. Giả cảnh thôi mà, làm gì đâu có thấy gì đâu. Quay lại kính lắm, không thấy gì đâu. Gil không thấy gì đâu. Mọi người chỉ quay đấy thôi, thực sự là không nhìn thấy cái gì cả. Kia có bạn bảo vệ em, Lan không có lỗi, chỉ có view thôi. Ủa thế? Ý ta. Ồ, ở đây có một bạn là Phan Quốc, Phan Quốc Peniel này. Có đây giúp biết. Bạn ấy là Phan Hàn Quốc. Cảm ơn Mika. Kia Gil. Gil, thể hiện Trinh nói tiếng Hàn. Gil nói tiếng Hàn giỏi lắm mọi người ạ. Đi vào quán ăn, muốn gọi nhân viên thì gọi cái gì đâu. Chào Kia. Chuẩn. Tiếp tục gặp người khác thì mình chào như nào nào. Annyeonghaseyo. Đúng rồi, cảm ơn thì mình nói như nào nào. Gamsahamnida. Rồi, câu cuối, tôi cũng thế, nói như nào. Là gì? Cứ phải dậy rồi. Là tu. Là tu. Là tu. Đúng rồi. Gamsahamnida. Ôi ngủ ôi chan chay ô đã. Chan chay ô là chúc ngủ ngon. Ôi nóng không ta? Sâu nóng quá. Cảnh chị Lan đang ngồi đợi người yêu mà không tới rồi Gil với chị Lan phải uống bao nhiêu ly. Uống hết chai rượu luôn. Đó là coca mọi người ơi. Coca càng uống càng vui, không thấy say. Phải như thế không? Hết chai luôn. Kìa mọi người hỏi Gil biết đau chân chưa? Hết lâu rồi, có đau cái lúc mà đi quay ngay hôm đấy, vừa
Buổi tối bay lên Hàn, buổi trưa té xe chứ. À đấy. Xong rồi có người mới đầu gặp rồi đã. Ghẹo mình như ông già. Đâu, tại em phải đi tập tễnh, em bảo là đi tập tễnh với ông già. Đi cả Thì thọ cả đúng. hộp. cả thật với ông già mình. Ôi đến tận những ngày quay vẫn đau cơ. Xong rồi có những cảnh là bắt đứng lên ngồi xuống rồi. Ấm bùng. Mệt hết cả người. Có con người tiếng Hàn, các bạn thấy nên xinh. Em Các bạn thấy chuẩn quá. anh cảm ơn thế. Như cảm ơn đi. Em không biết từ cảm ơn tiếng Hàn nào, đi nói Thì em phải nói là em có đọc được thử. những cái comment tiếng Hàn ở đây. Anh cảm ơn mọi người đã xem livestream vậy thôi. Không làm gì ta. Không làm gì ta. Trời cô tập tự đi gì ta. Ok. Ui, lại cục xì lồ ông bên lắp. Vụ villa là như nào đấy? Tại sao lại gọi hồn em lên vậy? Ở đâu ra cục xì lồ bên lắp vậy? Không thích nha. Không thích cái bài đấy một tí nào nha. Hey, tưởng tưởng anh thích. Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra? Đâu ra chiếc thông tin đấy vậy? Ui, có một bạn bảo là bây giờ không fan you nữa, chuyển sang fan của Lan. Bye bye, bye you, knock out you một phát cực đau. Vai Shadow vừa mất một cái bóng rồi. Knock out một phát cực đau luôn đó. Feel like you. Em đọc comment mọi người nhảy hơi nhanh cho nên. Nếu em cover gửi Gil thì Gil nhớ xem nha, chắc chắn rồi. Mọi người bảo hotline đi kìa. Hotline không ta? Người sẽ quên luôn bản gốc đấy. Có một bạn bảo là kêu Tamasuku, Lan Shipper có nghĩa là kêu chỉ rất là ngầu, còn Lan chỉ rất là xinh. Nè, cảm Chuẩn ơn không Mi Tâm. ta? Chẳng sang mi ta. Nè. Tự nhiên ngại. Ngại cái gì vậy? Lan ngủ muộn thì Lan ơi, bây giờ mới có 1 giờ hơn mà. Kia là cảnh nào trong MV là cảnh yêu thích nhất, Lan thích nhất? Rồi mình như trước, sẽ cho tôi biết là bạn thích cảnh nào nhất ạ. Lan nhã. Thích hả? Thích thích cái hình ảnh trong MV thì chắc là kiểu chỗ mà nhiều hoa đào ấy. Cái cảnh sân bóng rổ đúng không? Ngồi ăn Hay là bánh ở sân bóng rổ ấy. em cũng thích cảnh này nhất. Em thích cảnh này nhất. Cảnh xinh rồi. Cảnh đấy là cảnh đẹp nhất. Mà ban đầu cảnh đấy con khúc là cảnh chính cơ. Lúc đầu thực sự là không chọn cái bối cảnh đó luôn và không biết cái bối cảnh đó luôn, mà rất là vô tình khi mà xe của ekip nguyên đoàn dừng lại ở một cái siêu thị để mua đồ thì ngay đối diện siêu thị là cái chỗ đào đó, mà cũng không thấy luôn nếu mà không nhờ stylist đi vào ảnh đu lên cây để chụp hình. Thực ra nó là cái sân bóng rổ của một cái trường trường cấp 2, trung học cơ trường cấp 2. Xong rồi lúc mình quay mình còn bị đuổi nữa. Đúng rồi. Lúc mình quay mình còn bị giáo viên ra đuổi nữa. Ô, cảnh nó quay rất là sớm, hai đứa phải dậy lúc 3 giờ rưỡi để make up, 3 rưỡi 4 giờ để make up, xong rồi 6 giờ rưỡi là xuất phát đi ra đấy để mà trường học kiểu chưa vào, chưa bắt đầu ấy, để mà quay. Thì lúc đang quay thì các bé học sinh tới, các bé học sinh mét cô. Bị các bé đi bắt cô. Thế là cô đi ra nói với đoàn rằng không được quay, xong rồi đoàn năn nỉ mãi mới được quay thêm 5 phút. May cảnh đấy quay cũng nhanh. Hợp tác.
rất là hợp tác, quay rất là nhanh. Cảnh nào quay cũng nhanh mà chạy như vậy. Ui, con mình lướt nhanh quá chẳng kịp đọc. Cảnh nào phải quay lại nhiều nhất? Cảnh nào ta? Hình như không có cảnh nào để quay đi quay lại quá nhiều đâu. Nếu mà tính ra cho MV, cảnh quay nhiều nhất là cảnh em ném nó ấy. Ném nó đúng không? Ừ. Mọi người ạ, lúc đầu mọi người còn nhớ cái cảnh mà mình đi vào đánh răng xong mình ném nó vào người yêu không? Lúc đấy, lúc mới đầu quay nó là cảnh đầu tiên mở đầu luôn cho chuỗi ngày quay của mình đúng không? Cảnh đầu tiên mình quay mà. Đúng rồi, ngày quay đầu tiên mà nó là cảnh đầu tiên trong ngày đầu tiên luôn. Đầu tiên thì quay ghi trước, xong rồi tất cảnh này là quay đầu tiên quay hai đứa. À, ừ đấy, cảnh quay đầu tiên của hai đứa thì lúc đấy em ngại yêu nên em ném nhẹ nhẹ thôi. Nhưng không, vị họ Lê muốn là em cứ ném mạnh vào, em ném thẳng mặt đây này, không sao ấy. Không sao, nha mình. Vâng ạ, em biết rồi ạ, em sẽ làm theo đúng lời như nó. Một cái vào mặt thì bắt đầu quay ra nhìn mình. Em ném mạnh vậy. Ủa, bảo người ta ném vậy mà. Ném không sao trượt. Vậy? Sao vậy? Có hơi ba phải có không ta? Hơi ba phải có không ta? Ai ngờ ném mạnh thật. Ơ, thì như bà thế mà. Mạnh như nghiêm túc lắm. Em cứ ném mạnh mà em ném thẳng vào mặt đây này. Cho nó thật nhá, không sao đâu. Em cứ ném vào mặt nghiêm này. Dạ, em đồng ý. Khi mình làm việc mình phải có trách nhiệm. Nhưng khi mà người ta đã bảo như thế rồi thì mình phải có trách nhiệm mà lấy hết sức bình sinh của mình ném mà đúng. Đúng không? Mình có đúng em yêu. Em nói cái tầm với nghề. Em rất okay. Nỗ lực đấy. Cái đấy là một cái đáng khen, nhưng không phải đáng lên bóc phốt. Ừ, ok. Như sẽ để tâm, để trong tâm mình cái tâm đó của em. Thôi đừng, có một số cái thì em thấy là cũng không cần thiết phải lưu ý quá đâu, mình cứ cho nó trôi theo dòng thời gian thôi, không cần phải nhớ đâu. Ok ha. Huh? Hi from Korea, hi from Vietnam. Hi from Korea. Rối hả? Con bị xù xì tôi đây này. Yêu có biết nấu ăn thật không? Không đi quay, Yêu không nấu gì hết. Yêu đi rửa bát thôi. Yêu phụ rửa bát. Mọi người đang thắc mắc là cảnh cuối Yêu Devalo đi đâu? Đi về Việt Nam chứ đi đâu? Quay xong rồi mình đi về Việt Nam rồi. Quay xong mình đi về Sài Gòn thôi. Có chứ đi đâu nữa hả? Ấy gì phần 2 là Yêu về Sài Gòn. Về Sài Gòn, xong bỗng dưng thấy Lan xuất hiện ở Sài Gòn thì sao? Kiểu vậy. Hoặc là có thể là nội dung phần 2 sẽ là kiểu hành động pha tâm lý. Yêu đi Seoul kiếm Lan, xong rồi tóm nước Lan, quẳng xuống sông Hàn, trả thù. Đẩy vui vẻ hạnh phúc. Không đòi được tiền thì ta chuyển sang là ta trả thù. Tìm một Lan trong quẳng sông Hàn, mãn nguyện bước đi. Đó. Đây chính là nội dung của phần 2 đấy mọi người. Nhìn vậy mà tư tưởng idea của em cũng mạnh bạo quá ha. Tư tưởng kiểu nó hơi bị hành động một chút đi. Chị đang ăn món gì nữa chưa? Ăn món này đâu cũng không. Biết có nghĩ rồi. Biết là món đấy từ ai mà ra rồi, nhưng mà ăn món đấy thì có đau bụng người ta. Ngon mà. Chắc đúng vậy. Ba triệu view rồi kìa. Ba. Ủa sao sao mà... Em cứ nói đi. Con cứ nói trước đi. Ok. Mọi người bảo là
nhưng mà em quên định nói gì rồi. Quên mất rồi. Em nói là ủa có sao gì đó. Đâu đấy đến em quên rồi. Em có khả năng quên mọi thứ trong 3 giây. Có nhiều bạn bảo là phần 2 nhờ Khánh đi đòi tiền hộ Hiêu. Cái sẽ mời Duy Khánh. Thì có make up thêm mấy cái sẹo trên mặt không? Phần 2 tự nhiên phát hiện ra Duy Khánh là bạn trai của Lan. Thì có hơi bị... Nó cũng hơi ức chế nhở? Nhở? Nó có hơi ức chế quá không ta? MV ghi là ghi viết kịch bản phải không? Đúng rồi, cho nên phần 2 ghi sẽ vẽ vời, tứ tung. Có bạn bảo là sẽ đang hê chuyển sang hành đặc quốc. Sẽ đang hê? Sẽ đang hê có nghĩa là I love you đây. Nè, khả năng quên mọi thứ trong 3 giây nên quên cả tiền homestay đây nè. Thế chỗ thấy người yêu nhắn tin xong ngừng quá chạy về, ôi trời ơi, chết tiệt. Không phải đâu. Đã bảo là em là chủ thật của homestay mà. Em mới là chủ thật của homestay. Gil chỉ là nhân viên mới đến mọi người ạ. Nhưng mà nhân viên mới đến là do người khác tuyển vào. Cấp dưới của mình tuyển vào, nghe không biết mình là sếp. Nên là mới quạo mình như thế. Nhưng mà không sao hết, mình sẽ giả vờ là mình không... Mình sẽ không nói ra điều đấy, mình sẽ để xem thái độ của nhân viên này thế nào. Và kết thúc cái quá trình mình ở đây thì mình quyết định là sẽ sa thải nhân viên này. Wow. Và mọi người thấy đấy, sau khi kết thúc cái chuỗi ngày mình ở đấy và đánh giá ấy, thì nhân viên này đã bị sa thải về Sài Gòn. Thành không? Rồi thay nhân viên mới chưa ta? Tạm thời nghỉ ngơi, đóng cửa và tránh ăn phốt tiếp. 3 giờ phốt trôi qua thì chúng ta sẽ mở cửa tiếp. Thưa bà chủ là hình con nợ lớn nhất. Con nợ quốc dân. Tại sao không có thể nghĩ ra những cái thế? Con nợ quốc dân. Chủ tịch giả vờ làm khách đi du lịch là cái kết là hình con nợ quốc dân. Thành cơ không? Mình đã nhẫn nhịn mấy ngày hôm nay mình mới quyết định livestream ba mặt một lời để nói cho mọi người biết sự thật đó. Khá lắm. Con nợ quốc dân. Ôi, đau đớn quá. Hello you, I'm your shadow. Hello my shadow. Yêu ơi, có rất nhiều bạn bảo là ghi bơ con của các bạn kìa. Bơ comment của các bạn. Bơ comment á? Đọc hết, đọc liên tục với chỉ là mình không thể đọc ra thôi. Lúc nào có những comment mọi người nhắn tin chúc nè, rồi hi you, rồi chào Gil, rồi hôm nay cũng sẽ hai chào lại. Hi from Ghana, West Ghana. Lát kết thúc cái livestream này, Gil lưu lại đi thì các bạn không xem bây giờ thì có thể xem sau. Oh. Có thể lưu được mà. Ừ. Cố gắng cập nhật một chút công nghệ nha. Rồi. Đến lúc mình hát sương sương đi tại cũng muộn, thì các bạn nào muốn ngủ sớm thì các bạn ngủ sớm. Nhưng mà vô hát vài câu thôi nhé, tại tối rồi. liệu sau đêm nay có tăng thêm được hạng không ta? Thôi, như vậy là mọi người đã quá tuyệt vời rồi đó, thật sự đó. Mọi người không biết kêu là xúc động muốn như thế nào đâu. Mà kiểu thực sự là các bạn cho đâu rất là nhiệt tình ý. Các bạn động viên cả em nữa. Các bạn rất là đáng yêu ấy. Mọi người có động viên em trả tiền cho kêu không? À có, cũng động viên trả tiền. Nhưng mà bên cạnh cái việc là chị trả tiền đi. Chứ là kiểu trước bọn em, chị trả tiền đi, bọn em đang cấy view rồi. Đấy, thì bọn ấm lòng. Sao lại cứ bắt mình phải hát thế nào? Mình chỉ có hát thôi. Lan thuộc bài không? Có thuộc nhưng mà... Rồi một ngày nắng xanh.
Anh cùng tìm thấy người ta sống như anh mong đợi. Mà thôi kỹ ta. Ôi nóng quá, xấu hổ quá. Nào thôi ca sĩ hát đi, đừng bắt diễn viên phải hát. Diễn viên chỉ có hót thôi, nóng quá xấu hổ rồi. Chúng ta dừng ở đấy thôi. Vẫn okay. Đang comment nha mọi người ơi, chứ không phải đang bơ comment mọi người đâu. Lan muốn hát, không phải Lan muốn, mà chỉ là Lan không hát được thôi. Có ai nghe xong bài này, xong xem xong cái MV này mà khóc không? Ừ, thấy cũng có nhiều bạn comment là xem xong MV kiểu đồng cảm và khóc. Tại vì nó như thế nào nhỉ? Kiểu nó thật với nó giản dị, nó gần sát với lại cảm niệm. Nó như nào nhỉ? Nó chạm vào được đúng điểm yếu của mỗi người. Ừ. Không biết là em nghĩ là ai cũng sẽ có những cái điểm yếu nhỏ nhỏ như gì. Có nhiều bạn comment là có khóc thì khóc vì Lan quỵt tiền đó. Tôi đã bảo tôi là chủ tịch, tôi là chủ của cái homestay này, chủ thì tại sao phải trả tiền vậy? Nhiều bác khóc quá ha. Đâu rồi? Will you say hi to me, please, kìa. You say hi to me. Hi. Khóc hạt bảo là khóc về đồng cảm, ai cũng đã từng có lần bị quỵt tiền. Mọi người, mình khoan, người khoan. Cho một tiền chưa chắc đã trả tiền cho mình. Khoan, đây không phải mục đích chính của MV nha. Đây không phải tầng lớp những kiểu ý nghĩa sâu xa nhất của MV nha. Có ai nãy giờ cứ gọi em là Trang kìa. Trang là Trang. Trang đó, C-H-A-N-G. Có nhầm người không vậy? Alo mọi người, có nhầm người không? Trang là có nhầm mình là ai không ta? Mắt Lan dí quá. Không phải mắt Lan dí đâu mà Lan bị em ơi, bị lên chắp mắt, em bị đau mắt nên mắt em nó sưng. Nó cứ sưng sưng. Đau. Đau, đương nhiên là rất đau rồi. Chứ không phải mắt Lan dí đâu mà bị sưng mắt thật. Hai đứa đứng hình đọc comment. Đang cố gắng đọc comment. Thật sự là bởi vì không, nó nhảy liên tục hết. À, kỷ niệm đáng nhớ nhất khi quay MV là gì? Xin mời bạn ghi lên. Người trả lời rồi mà. Đấy là cảnh nào thích nhất mà. À, ghi lên trả lời rồi. À, cái lúc mà em bị dọa ấy à? Đúng không? Hay là đấy là câu hỏi gì chứ? Nhiều lắm. Căn bản là nguyên cái chuyến đi Jeju nó rất là vui. Nên là cái nào cũng thành kỷ niệm đáng nhớ hết. Về nhớ tất cả mọi thứ. Ok, mình mở nhạc sương sương rồi mình hát theo. Bắt tông cao thế không nọ. Hay vậy đó. Không biết mọi người nghe giai điệu thế này mọi người sợ chưa? Chỉ kêu cày em đi, nghe nhiều quá. Anh thường hay vẫn vơ về một người. Một ngày có anh còn biết người. Chỉ cần mơ cũng cảm thấy dễ dàng. Chẳng quan ngại anh là ai, ở đâu như thế nào.
em vẫn trao hết cho anh. Cùng ở bên anh một đời như công chúa vẫn đi bên cạnh hoàng tử. Rồi một ngày nắng say, anh cùng tìm thấy em. Ngày đó giống như anh mong đợi, một lần đó anh lặng lẽ cười. Trái tim anh rung động. Trải qua bao nhiêu tháng năm, anh ngờ tình yêu ấy dài lâu đến mãi sau. Mình yêu chưa chắc đã yêu mình, chẳng muốn thiếu cơn chưa thể hiểu. Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều, cần nhìn lại thêm bấy nhiêu. Tìm được em nơi muốn có tuyệt vời. Thời gian cứ thấy xa ở bên một đời, nhưng chỉ anh muốn thôi biết làm sao em thấy. Thật sự là không dám hát lớn bởi vì bớt đang ngủ bên kia. Thì hát nhỏ nhỏ thôi. Bớt buổi tối mà ngủ mà bị nghe tiếng động lớn sẽ dễ giật mình ấy. Hôm qua cũng bị bác hát live ở Villa một lần. Ủa, mình có buồn đâu. Mình đang ngồi cảm thụ âm nhạc mà. Buồn gì, sao phải buồn. MV được lên top 4, sao phải buồn vậy. Mọi người hỏi mắt kính của yêu có ý nghĩa gì. Thì nó sẽ là mắt kính thôi, đeo cho. Đó là phụ kiện. Một phụ kiện để cho quần thâm đó. Oh my god. Quần thâm này, á, quần thâm này, ôi, người ta tưởng là phong cách nhạc rock đó, phong cách nhạc rock người ta đánh mất đen xì. Những ánh xuống đồng. Trải qua bao nhiêu tháng năm, anh ngỡ tình yêu ấy dài lâu đến mãi sau. Cái nhỏ không đẹp cao gì đâu. Yusan, please say I love you to your fans. Ê, nhớ là Nhật chào mình sẽ chào là Kasamase. Hồi chẳng. You know, every time đi vào cái quán Nhật cái thì mọi người đều là Kasamaze. Nghĩa là gì ta? Kiểu như là kiểu là xin chào quý khách hả? Ai hay là kiểu như kiểu trong tiếng Hàn là có một câu là Oso Seo ấy, có nghĩa là xin mời vào ấy. Đúng không? Kiểu thế đúng không? Oso Seo. Arigato. Arigato gozaimashita. Ah, masutta, gozutta. Yeah. Konnichiwa. Ne, konnichiwa. Anh chụp đoạn này. Có thể bật to lên được không? Em cũng muốn nghe. Đắc mừng. Không sợ màn mưa. Nghe chứng cứ giữa em được giữ. Anh nghe được cho em mỗi lần nghe đoạn này em cứ bị kiểu bị cảm động ấy. Em cứ đoạn này sắc xe. Sắc xe. Bên hàng bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi đúng không? Ồ thế à? Thì thấy vẫn tỉnh vui rồi. Ui, con mình trôi nhanh thật sự luôn ấy. Mọi người đang hỗ trợ thể loại tiếng chào các nước cho Gil và Lan để chào mọi người. Sao lại nhìn Lan như sắp khóc? Ủa, sao lại phải khóc vậy? Em nghĩ top 4, khóc vì vui. Có bạn khen Gil hát hay kìa. Thực ra là cái câu ấy là have a good voice when it comes to singing.
Cảm ơn Anita. Oh, thank you. Là tiếng Hàn rồi nha. Oh, hello. Bối rối quá. Thực sự là ít khi live cho nên có nhiều điều bối rối ghê. Đã giật cái... Yeah. Ok. Vừa lúc nãy thì Viu có livestream và alo. Vừa nãy bị tắt là do cái thời lượng livestream trên Insta nó bị giới hạn là 1 tiếng ấy mọi người. Livestream hết 1 tiếng thì nó sẽ tự tắt mất. Thế nên là phải là mở sang cái livestream mới. Ok, cho nên là nhưng với lại Gil với lại Lan cũng nghĩ là bây giờ cũng muộn rồi. Ở Việt Nam thì cũng gần 12 giờ mà bên kia thì cũng đã 2 giờ rồi. Gần 2 giờ cho nên là live lên để bye bye mọi người. Ngủ luôn đây. Gil cứ bye bye mọi người đi để em ngủ luôn. Lan để livestream nó ngủ 1 tiếng đồng hồ luôn không? Cứ làm như mình ngủ đẹp lắm vậy mà phải để livestream cho mọi người xem ấy. Giống lại đi nghe kìa. Đi nghe kìa livestream mới nằm ngủ luôn. Thank you. Ơi, live lại để bye bye mọi người cho đàng hoàng. Tại rất là ghét cái gì đó bị cắt ngang đột xuất ấy. Cho nên mọi người ơi, ngủ ngon nhé. Rất là cảm ơn mọi người. Chủ homestay và bạn chủ, Lan. Chủ homestay và nhân viên. Rồi, sao cũng được. Nhân viên. Hai nhân tố trong người mình yêu, chưa chắc đã yêu mình. Rất cảm ơn mọi người. Cho nên mọi người ơi, ngủ ngon nhé. Rất là cảm ơn mọi người. Chủ homestay và bạn chủ, Lan. Chủ homestay và nhân viên. Rồi, sao cũng được. Nhân viên. Hai nhân tố trong người mình yêu, chưa chắc đã yêu mình. Rất cảm ơn mọi người trong 2 ngày vừa qua đã rất là vất vả, rất là ủng hộ cho sản phẩm lần này và cả nó nữa. Đúng rồi, nó, đúng nó, rồi. Nó rất cảm ơn mọi người. Cảm ơn Mita. Cảm ơn Mita. Cảm ơn Mita. Lan cũng giữ sức khỏe nhá. Cảm ơn Lan đã tham gia dự án lần này với Gil và ekip. Không sao đâu. Nó là một kỷ niệm rất là vui. Kỷ niệm rất là vui. Và trong hơn 48 tiếng vừa qua thì món quà mọi người dành cho Gil rất là lớn là cái tình cảm mọi người dành cho Gil. Thì Gil cũng sẽ canh về lọc ra những cái khoảnh khắc hậu trường. Thì thấy mọi người rất là thích thì Gil sẽ ráng tìm lại lọc lại để có những cái thêm những cái về hậu trường cho mọi người xem và post trên page của Gil hoặc là Instagram. So một lần nữa cảm ơn và mọi người ngủ ngon. Good night, Lan. Chúc ngủ ngon tiếng Hàn là gì nào Gil, nói đi. Chan chayo. Hai chayo. Nghe nó đúng không? Đúng rồi, chay. Cho mọi người biết là mình có chào mọi người chứ mình không tắt đột ngột. Chúc mọi người ngủ ngon. Mọi người xem MV thêm một lần nữa rồi đi ngủ nhá. Thì mình làm gì có hơi bị quả đó là không. Em xin lỗi, em không làm như thế nữa. Đó, xuất sắc đó. Xuất sắc đúng không? Ý tưởng xuất sắc đúng không? Bây giờ để ngủ ngon thì mọi người xem MV một lần thôi. Xong rồi mọi...
Ừ, hãy để giai điệu của bài hát. Ưa ta vào giấc ngủ ngon. Tranh thủ ghê. Tranh thủ cơ hội lắm. Rồi, mọi người cũng đang cài em vui ạ. Cố lên nhá. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Làm. Em đang chào. Thì phải thì kêu phải tắt đi thì mọi thứ nó mới tắt chứ, không cứ ngồi nhìn này nó không có gì hả? Chỉ cần phải tắt rồi. Là Lan tắt luôn, là Lan tắt theo luôn. Thế nếu mà Lan tắt mà kêu không tắt thì sao? Thì chỉ còn thì kêu livestream tiếp, tại vì kêu là người bắt đầu cái này, em chỉ là nhảy vào sau thôi. À. Hiểu chưa? Trời ơi. Sao đây? Hiểu rồi. Alo. Hiểu rồi. Hiểu rồi, chị tắt thôi. Rồi, ok, bye. Bye hoài luôn á, bye. Mọi người chắc chán lắm luôn. Mình kiếm chỗ tắt đây nè. À, đây rồi. Thua, đau đầu quá. Có cái nút đây này, thôi để em ra trước ha. Please. Rồi. Wait. Please say Oyasu me to Japanese fan. What does it mean? Oh yes, with me. Yeah. Where is it? Bạn comment nè. Có một bạn nick như là người Nhật. Anyway, oh yes, with me. I hope it's a mean good way. And thanks you for watching. Bye bye. See you guys next time. Bye Lan. Bye bye. Em sẽ rời khỏi trước đây. Chúng ta chào nha. Yeah. Bye bye.